Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên gian Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. 360 Boutique, không đầy tủ đồ, mix ra đủ bộ. Không cần mua nhiều sản phẩm, mix ra đủ các outfit khác nhau, dùng đủ các dịp khác nhau để tri ân sự ủng hộ nồng hậu của anh em The Reviewer. 360 tung tiếp sản phẩm áo polo để anh em dễ mix với quần âu. Nhập mã 360BTRP, giảm ngay cho anh em thêm 20k. Chỉ còn 179k cho một chiếc áo polo chất cực xịn cực mịn, polo 5 màu, đang bán chạy tại tất cả các mặt trận của 360. Chất liệu vải PK cá sấu làm cho chiếc áo này mát lạnh lạ thường, cực kỳ phù hợp với mùa hè nóng nực. Đương nhiên áo không nhăn kể cả khi anh em vứt vào máy giặt quay 1000 vòng. Của áo dệt họa tiết bắt mắt, chỉn chu, lịch sự mà vẫn trẻ trung. Nhận hàng không đẹp, anh em cứ cho quay đầu hàng 180 độ. Áp mã ngay hôm nay để sở hữu chiếc áo quốc dân này. Trở lại với Gintama, bộ phim có tất cả các bộ anime mà bạn từng xem. Sau khi kết thúc giới thiệu những nhân vật quan trọng thì bây giờ Gintama sẽ chính thức bước sang những tập xàm nhất của mình. Tuy nhiên nếu các bạn vẫn muốn xem thì chúng tôi vẫn sẽ recap nó. Nhưng trước đó thì video này được mang đến cho bạn bởi Content Nhật Minh và Tô Cằn Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc, học tập, rửa bát. Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Sau vụ đánh bom khủng bố lần trước thì dân làm đủ nghề đã bị bế lên phường. Nhưng rất may là nhờ có sức mạnh nội tại bất thình lình của Shinpachi nên họ mới được thả. Vừa bước chân ra khỏi sở cảnh sát thì giá để kính đã vội vàng chạy đi đâu đó, bỏ lại Kagura và Gintoki đang chuẩn bị trả đũa sở cảnh sát bằng cách nôn mửa ra trước cửa. Nhưng chưa kịp oẹ được mấy miếng thì từ đâu đó một bóng dáng đàn ông mặc áo Juventus xuất hiện. Thực ra là không phải, nhưng mà ý tôi là cái ông này là tù nhân. Người đàn ông này bắt lấy Kagura và đe dọa, yêu cầu Gintoki lái xe chở mình đi tới một địa điểm nào đó trông có vẻ rất quan trọng vì ông kia đang rất khẩn thiết, mà mình thì lại là nhân vật chính nên Gintoki đã đồng ý giúp đỡ. Sau khi vượt qua 7749 con đường với đống xe cảnh sát dí theo như cách mà deadline dí tôi thì họ đã đến nơi, và đó chính là live show đầu tiên của idol Suchan vượt ngục để đu idol. Làm gì còn quạt nào cứng hơn thế này. Nhưng mà Gintoki thì không đu idol nên chẳng thể hiểu được nỗi lòng của fanboy. Chỉ thấy ông này ngu vờ lờ nên quyết định cùng Kagura bỏ đi. Nhưng mới được mấy bước thì một dáng hình quen thuộc vụt qua đâu đây. Hóa ra đó chính là Shinpachi, người đã sủi về trước. Cậu ấy vì muốn đu idol nên mới thả con ác quỷ trong mình, dọa mấy ông cảnh sát để được về sớm. Đúng là có tí gái vào trông oai hẳn. Shinpachi là đội trưởng fan club của Suchan, về cơ bản thì là thằng sim nhất. Công việc của hội trưởng fan club thông thường thì chỉ cần cùng mấy ông fan còn lại gào thật to là được. Nhưng ở đây Shinpachi còn kiêm thêm làm staff không lương, nguyện cống hiến hết mình vì tình yêu mà không đòi bộn bổn. Nhưng cũng nhờ vậy mà có tí quen biết quản lý của Suchan, cũng là mẹ của cô ấy. Nhắc đến mẹ của Suchan thì bà là người đã một mình nuôi lớn con gái vì chồng vào tù. Đúng rồi đấy, còn ai vào đây nữa. Chồng của mẹ Suchan chính là ông vượt ngục lúc nãy. Vậy thì cũng tức là ông ấy là bố của Suchan vượt ngục để đến xem con gái hát, nghe đỡ ngu hẳn. Hai vợ chồng chục năm không gặp nên đụng mặt là xịt keo ngang. Đang tâm sự lại mấy câu chuyện xưa thì tự dưng bên trong hội trường trở nên hỗn loạn. Một fan cuồng đã mất kiểm soát tính đớp luôn cả idol. Thấy con gái mình đang gặp nguy hiểm, ông vượt ngục không kịp nghĩ nhiều, chạy đến đấm con quái rồi cứu con gái trong gang tấc. Nhưng vì không muốn Suchan bận lòng nên ông đã đội cái mặt nạ rồi rời đi trước khi con gái biết mình là ai. Hội trưởng đã ổn định, buổi biểu diễn tiếp tục. Còn ông kia thì quay về tù, nhưng trông mặt mãn nguyện lắm vì cuối cùng cũng được gặp con gái sau bao năm xa cách. Tập 6 kết thúc ở đó và tập 7 bắt đầu với câu chuyện về người đàn ông duy nhất bị mất trinh đít của Gintama, Hasegawa Taizo, nhưng mà là hồi chưa vô gia cư. Hôm nay Mạc Phủ tiếp đón một vị khách quý, cụ thể là con sứa đầu bòi này. Trông thế nhưng thực ra con sứa này lại là hoàng tử của một vương quốc ngoài hành tinh. Khứa này qua trái đất để ngoại giao, nhưng tất cả những gì làm được là để mất con pet cưng, nên Hasegawa lúc này đã phải nhận nhiệm vụ đi tìm con pet này. Nhưng mà do không có kinh nghiệm nuôi giữ thú cưng nên mới tìm tới dân làm đủ nghề. Tìm pet thì cũng được thôi, nhưng không phải cho một thằng Amanto. Cho dù đã rửa tay gác kiếm thì Gintoki vẫn không chấp nhận vì tiền, mà làm chân sai vặt cho mấy kẻ ngoại lai. Nhiều tiền thì được. Pet của khiếu hoàng tử này là một con bạch tuộc màu tím, trông khá ngu, giống chủ nó. Mà bạch tuộc thì thường thích chui vào lu, nên Gintoki đã nghĩ ra sáng kiến dụ con bạch tuộc vào một cái lu được chuẩn bị sẵn. Ai ngờ dụ được thật. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển đã có một chút sơ suất, cụ thể là cái lu đã lăn qua người con bạch tuộc khiến nó thoi thóp. Nhưng giờ thì cũng không còn cách nào khác, dân làm đủ nghề vẫn phải đem con pet về với chủ nhân. Đang chuẩn bị tinh thần làm nhân tố phá hoại đất nước thì trợ lý của ông hoàng tử lại bảo không sao, vì con bạch tuộc này mệnh thủy, chỉ cần tí nước vào là khỏe ngay. Nhưng không phải nước này. Trong lúc mọi người tưởng chừng như hết cứu thì con bạch tuộc kia bất ngờ hóa khổng lồ dưới sự ngỡ ngàng của những người ở đó. To hơn nhưng cũng mất dạy hơn. Nó bắt đầu quậy tung cái khuôn viên rồi tính ăn luôn Shinpachi. Gintoki thấy sắp mất một chân sai vặt thì vội chạy lên ứng cứu, nhưng bất ngờ bị Hasegawa ngăn lại vì tất cả kịch bản đã được biên hết rồi. Ngay từ đầu Hasegawa đã biết được con pet này là quái vật có thể hóa khổng lồ và phá hoại nhà dân,
Nhưng vì chủ của nó là COCC nên nếu muốn kiềm chế con quái, chỉ còn cách cho một người thí mạng để cảnh tỉnh cho Khứa hoàng tử không thả pet lung tung nữa. Biết được chân tướng sự việc rồi, anh ta nhảy lên, chui vào mồm con bạch tuộc và phá hoại nội tạng của nó từ bên trong. Với sức sát thương ngang full stack thần quân thì con bạch tuộc chắc chắn chết ngay tại chỗ. Còn chủ của nó thì bị Hasegawa, người vừa được cải cách tư tưởng, cho ăn một đấm. Bạn hỏi viên chức nhà nước mà đánh nguyên thủ quốc gia nước khác thì có làm sao không? Tất nhiên là có. Thế nên Hasegawa thất nghiệp, dẫn đến việc trở thành người duy nhất bị mất trinh đít trong Gintama. Tập 7 đến đây là hết. Tập 8 lại bắt đầu một câu chuyện mới khi nhân vật chính ngủ quên và đất diễn được nhường lại cho một lực lượng cảnh sát đặc biệt tên là Shinsengumi. Vào cái thời đại mà cái gì cũng có thể được đem ra làm content, kể cả người chết, thì lực lượng cảnh sát đặc biệt này cũng không ngoại lệ. Để giúp cho người dân yên tâm mà sống thì đài truyền hình đã quyết định làm hẳn một cái phóng sự về Shinsengumi luôn. Tuy nhiên bộ phim tài liệu này lại thiếu mất một người, đó chính là Kondo Isao, cũng là cục trưởng của Shinsengumi. Ông này đi đâu? Câu trả lời là đi bám đuôi. Từ sau lần uống rượu ở host bar và được tiếp viên bón cho mấy câu thính, Kondo đã rơi vào lưới tình và ngay lập tức cầu hôn cô tiếp viên. Tất nhiên là anh đã bị từ chối. Tuy nhiên Kondo không hề bỏ cuộc. Để thể hiện tinh thần võ sĩ đạo của một samurai, anh ta đã bám theo cô ấy ở khắp mọi nơi, từ lúc đi chợ cho đến lúc về nhà. Cô gái xấu số này chính là Ote, chị gái của Shinpachi. Thấy chị gái mình bị một con khỉ đột bám theo, Shinpachi quyết định nhờ Gintoki giúp đỡ. Nhưng điều này lại làm Kondo hiểu nhầm và đòi thách đấu với ông đầu quắn. Thôi, bạn va thì mình chạm. Gintoki chấp nhận lời thách đấu, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày hôm diễn ra trận quyết đấu, Gintoki đã đến muộn nhưng vẫn hiên ngang xuất hiện và giảng cho đối thủ về đạo lý làm người. Kondo nghe một hồi thì thấy thằng này cũng được đấy, nên quyết định buông kiếm thật, đấu bằng cho kiếm gỗ cho thế trận nó cân bằng. Thấy đối thủ đã như vậy, Gintoki cũng đáp lễ bằng cách đưa cho Kondo cây kiếm hàng Sope của mình. Trận chiến bắt đầu, cả hai cùng xông lên. Nhưng bất ngờ chưa, thanh kiếm mà Kondo đang cầm trên tay chưa quật được phát nào đã gãy. Hóa ra là do lúc nãy Gintoki đã gọt thanh kiếm, gọt sâu đến mức chỉ cần vung nhẹ là gãy liền. Đúng là mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên, nhưng thôi, thắng là được. Hết phim, chuyển qua tập 9. Cục trưởng Shinsengumi để thua trước một samurai vô danh. Nhà báo sẽ thích thông tin này, nhưng thành viên của Shinsengumi thì không, nhất là ông này, người cực kỳ tôn trọng Kondo. Để có thể tìm lại được danh dự cho idol, Hijikata và Shinsengumi đã đi tìm samurai vô danh đó để trả thù. Trong khi đó, nguyên nhân của mọi vấn đề thì đang ngồi đây chơi oản tù tì vì muốn trốn việc. Kết quả đã ngã ngũ, Gintoki là người thắng cuộc trong việc phải đi làm. Công việc hôm nay chính là phụ giúp cái ông này, cái ông này sửa lại mái nhà. Tuy nhiên trong lúc làm việc thì lại không cẩn thận làm rơi mất vật liệu xây dựng, suýt thì trúng người qua đường. Xui hơn nữa, người qua đường này lại chính là Hijikata. Vừa bắt gặp Gintoki, Hijikata đã nhận ra ngay đây chính là người cần tìm. Không nói nhiều, cục phó chạy lên mái nhà sẵn sàng quyết đấu để đòi lại danh dự cho Kondo. Nhưng Gintoki thì không, anh ta không muốn đánh nhau, kể cả khi bị Hijikata chém một nhát vào vai. Cuối cùng, để kết thúc trận ẩu đả vô nghĩa, Gintoki đã rút kiếm, nhưng không phải để chém Hijikata mà tận dụng lúc đối thủ sơ hở mà chặt đôi thanh kiếm. Đối với một samurai mà nói, thanh kiếm cũng chính là linh hồn, mất kiếm khác nào hồn lìa khỏi xác, đánh đấm gì nữa. Chiến thắng 2-0 giữa dân làm đủ nghề và Shinsengumi đã kết thúc tập 9, và tập 10 lại được bắt đầu bằng việc giới thiệu một nhân vật mới, hay đúng hơn là một con pet mới tên là Sadaharu. Một ngày như bao ngày, dân làm đủ nghề lại thất nghiệp và Kagura chẳng có việc gì để làm ngoài đi mua tảo bẹ con bu. Nhưng hôm nay trong lúc trở về nhà, cô bé đã bắt gặp một con chó, chắc thế. Ở ngoài cửa văn phòng của dân làm đủ nghề, không cần kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm thì cũng hiểu là con chó này đã bị bỏ rơi, và chủ nuôi của nó thì đang muốn dân làm đủ nghề nuôi hộ. Kagura thì rất vui bởi vì cô bé rất thích động vật, nhưng do đặc tính của người Yato là quá khỏe nên thường vô tình cho chúng nó đăng xuất. Vì vậy mà sau này Kagura cũng hạn chế chạm vào động vật nhỏ, nhưng con chó này thì khác. Không hiểu ăn cái gì mà to vờ lờ, nên dù Kagura có chơi đùa với nó bao nhiêu thì cũng không sợ lỡ tay giết nó. Nghe cũng cảm lạnh đấy, nhưng Gintoki lại là người theo chủ nghĩa thực dụng, đến chị dậu còn phải bán chó để lấy tiền thì làm gì có chuyện người đang thiếu ăn lại đi nuôi chó. Vậy là họ xung đột tư tưởng, thiên bình với bọ cạp mà cãi nhau thì chỉ có tan nhà nát cửa. Nhưng mà là do Sadaharu phá, hai ông kia trong lúc Kagura ngủ đã lén lôi con chó ra ngoài tìm người nhận nuôi hộ, chỉ là không ai chịu giúp, kể cả OT. Trong nhà có một thành phần vô dụng là quá đủ rồi, hết cách. Cả hai đành phải đồng ý cho Kagura nuôi Sadaharu. Nhưng trong lúc dắt chó đi dạo thì Kagura nhớ ra mình chưa mua tảo bẹ con bu nên vội chạy đi mua, rồi nhờ hai ông anh trông chó giúp. Có vẻ họ đã chơi khá vui. Trong một diễn biến khác thì cái ông hoàng tử này lại đến Edo, nhưng lần này là để tìm thú nuôi. Tiêu chí là dễ thương nhưng không kém phần độc đáo, và người được chọn để làm chân sai vặt là Shinsengumi. Trong lúc đi tuần, Hijikata và Sugo đã thấy Sadaharu. Vì trông con chó này siêu dị nên chắc chắn sẽ phù hợp với tiêu chí của ông hoàng tử. Vì vậy mà họ đã tới để đàm phán với Gintoki giao ra con chó. Bất ngờ là lần này Gintoki lại không đồng ý, vì dù sao cũng là ăn hại thuế dân nên Shinsengumi không thể bắt buộc người dân được, nên họ lại rời đi. Nhưng ông hoàng tử kia thì không. Vừa nhìn thấy Sadaharu lần đầu, Khứa hoàng tử đã biết đây chính là con pet mình cần. Dù vừa gây ra tai nạn khiến hai người một chó bất tỉnh nhân sự thì vẫn chỉ quan tâm đến làm thế nào để bắt Sadaharu. Về cơ bản thì ông hoàng tử này cũng không xấu, nhưng mà xui, đụng chó của ai không đụng lại đụng chó của nhân vật chính. Thế là chưa kịp trộm chó đã bị Kagura đấm như tử.
tử, dân làm đủ nghề lại cộng một thành viên. Còn Shinpachi thì sang tập 11 trừ một chân. Sau khi bị ông hoàng tử tông cho một phát thì Shinpachi đã liệt luôn. Bây giờ thì phải nhập viện. Để cho nhân viên bớt cô đơn thì Shinpachi đã cùng Kagura đến thăm, nhưng mà là thăm ngàn. Hết marketing sữa dâu rồi lại làm rapper triết lý nhân sinh, nhập viện nói chung cũng nhàn. Sự ồn ào này của cả ba đã khiến cho một ông lão để ý. Ông này sau khi biết đây là dân làm đủ nghề thì đã đưa ra một chiếc châm và nhờ giúp tìm lại chủ nhân của nó. Đi thăm người ốm mà cũng phải nhận job thì chẳng khác nào 12 giờ đêm sếp nhắn tin của em. Gintoki chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng ông lão lại bảo nếu dân làm đủ nghề chịu giúp đỡ thì toàn bộ tài sản của ông ta sẽ được chuyển qua Gintoki. Khó nhỉ. Ông đã có tiền thì Gintoki cũng có sức, thế là chốt deal. Gintoki và Kagura nhanh chóng lên đường tìm kiếm chủ nhân của chiếc châm. Trong khi đó Shinpachi ở lại để chăm sóc cho ông lão, nhưng cũng vì thế mà giá để kính phát hiện ra ông già đang sộn là rằng ông ta không hề giàu có, thậm chí còn đang nợ bệnh viện mấy tháng viện phí, thì lấy đâu ra tài sản mà trả dân làm đủ nghề. Trong lúc các y tá đang làm đầu bếp thì Gintoki và Kagura cũng vô tình đứng ngay đó và nghe được hết tất cả, biết mình bị scam, dân làm đủ nghề liền hủy deal. Tuy nhiên trong lúc họ bước ra khỏi phòng thì ông lão lại bất ngờ phát bệnh. Ông ta thực sự sắp đi thật rồi, nhưng trước đó ông lão muốn trả lại cái châm cho chính chủ. Hồi còn trẻ, ông ta thích thầm một cô gái tên Ayano, là nhân viên của một tiệm dango. Cô gái này rất tốt bụng, lúc nào cũng cho trẻ em vô gia cư, động vật nhỏ và những người nghèo khổ như ông lão kia ăn dango miễn phí. Nhưng chủ shop dango làm kinh doanh chứ có làm từ thiện đâu, nên Ayano bị đuổi. Cũng vì vậy mà suốt bao nhiêu năm nay, ông lão vẫn luôn hối hận, không chỉ là muốn trả lại chiếc châm mà còn muốn gửi lại lời xin lỗi đến tình đầu. Gintoki nghe xong thì bật mốt main chính Shounen, không cần tiền cũng tìm chủ nhân chiếc châm cho ông ta. Cũng may mà ở đây có con chó nên có thể dựa theo mùi hương còn sót lại trên chiếc châm mà tìm chủ nhân cho nó. Chứng tỏ bà này cũng nặng mùi phết. Bất ngờ là Sadaharu lại đưa dân làm đủ nghề quay lại nhà, cụ thể là quán rượu của bà Otose. Chắc không phải đâu nhỉ? Phải đấy, Otose chính là người mà ông lão kia nhắc đến. Tên thật của bà là Terada Ayano, sau này khi đi bán rượu thì mới dùng nghệ danh như idol Hàn Quốc. Ừ thì thôi, sao cũng được, tìm được người là được rồi. Cùng lúc đó thì phía bên bệnh viện cũng gọi tới và báo là ông lão đang trong tình trạng nguy kịch. Vậy là bốn người một chó vội vàng xông tới bệnh viện, phá cửa vào phòng ông lão. Ông lão sau khi trông thấy Otose đeo châm cài thì đã nở một nụ cười mãn nguyện rồi cũng ra đi luôn. Ủa tưởng phim hài sẽ có người chết. Tạm gác lại câu chuyện này thì qua tập 12, Otose-san lại tiếp tục vác về thêm một của nợ, và đó chính là Catherine. Neko Mimi nhưng nó lạ lắm, cô gái là người ngoài hành tinh chắc chắn rồi, đến trái đất để kiếm tiền giúp gia đình. Từ ngày Catherine làm ở quán rượu, Otose cũng đỡ bận hơn. Nhưng cùng lúc đó, Kabukicho, thị trấn mà dân làm đủ nghề và Otose đang sống, lại xảy ra rất nhiều vụ mất cắp. Nếu đây chỉ là sự trùng hợp thì thật khó tin. Đúng vậy, nó không phải sự trùng hợp, bởi vì Catherine chính là thủ phạm của những vụ mất cắp đó. Từ trước khi đến trái đất thì Catherine đã là một tên trộm có tiếng, biệt danh miêu nữ, do một lần tác nghiệp nhưng lại bất cẩn để bị thương, rồi vô tình được Otose giúp nên giờ mới trở thành nhân viên của quán rượu. Sau một thời gian thì bây giờ đã đến lúc để con ong đốt chủ. Catherine khoáng sạch quỹ đen của Gintoki, cùng với đó là tiền trong quầy thu ngân của quán rượu, rồi bỏ trốn. Nhưng hơi xui, lại bị Main phát hiện và phút chót. Thế là họ chơi đuổi bắt đến tận cảng biển. Catherine với khả năng lái xe ngang Ninja Lead Hà Nội đã khiến dân làm đủ nghề rơi xuống biển. Giờ chỉ còn bà Otose làm tuyến phòng thủ cuối cùng, một cái xe máy với một bà già. Kèo này chưa nghe cũng biết ai thắng. Nhưng không, có một người đàn ông vẫn giữ lời hứa, lật ngược lại quá khứ của 10 năm trước, khi Gintoki mới rời khỏi chiến trường và sống lang bạt ở nghĩa trang. Tôi không biết tại sao nữa. Ở đây anh ta gặp bà Otose, người đang đi viếng chồng. Do quá đói nên Gintoki đã xin luôn đồ cúng của Otose và hứa rằng từ bây giờ sẽ luôn bảo vệ bà. Lời hứa vẫn luôn có hiệu nghiệm, kể cả trong lúc này. Bằng sức mạnh nội tại của mình, Gintoki đã ngoi lên từ mặt nước, rồi solo 1v1 với Catherine. Catherine thì chỉ giỏi ăn trộm thôi chứ không giỏi đánh nhau, nên đã thua cuộc dưới tay Gintoki và bị bắt về đồn. Nhưng bà Otose cũng không vì thế mà ghét cô, còn cho cô ấy cơ hội thứ hai, sau khi ra tù có thể quay lại làm một quán rượu. Bài học rút ra, làm người tốt hay người xấu cũng khổ, nên cứ làm người tử tế để sống cho nó yên lòng cũng được, nhưng mà đừng tốt quá. Nhất là với mấy thằng hải tặc trong tập 13, hôm nay sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng dân làm đủ nghề mới nhận được một job. Người thuê họ là cái ông này, lý do là bởi con gái của ông ta đã hơn một tuần rồi chưa về nhà. Bình thường thì cũng có những lúc con bé overnight, nhưng mà căng lắm là 2-3 ngày thôi, nên giờ một tuần rồi chưa thấy đâu thì chắc chắn là có vấn đề thật. Vì sau đó khi dân làm đủ nghề tới club nơi cô bé kia hay lui tới thì đã bắt gặp nó đang chơi hàng cấm với hải tặc, cụ thể là băng Harusame, nhưng do đã hết giá trị lợi dụng nên bị chúng vứt bỏ. Gintoki nhanh chóng ứng cứu, nhưng 3-1 không chột cũng què, đây lại còn là 30 thì Gintoki không có cửa thắng, mà muốn rút lui cũng không xong, vì trong lúc khứa đầu quán đang giao tranh với mấy thằng buôn thuốc phiện này thì ở phía bên kia Kagura và Shinpachi đã bị bắt làm con tin. Gintoki thấy thế định nhảy lên cứu hai đứa em, nhưng đã quá muộn vì kiếm đã tới nơi, còn Gintoki thì
thì tới số. Thực ra cũng không tới số lắm, vì Gintoki sau đó rơi xuống nước cùng con gái của cái ông ủy thác, và khi tỉnh lại thì đã được Jura cứu. Tổ chức Nhưng Di Chí Sĩ của Jura là một tổ chức đấu tranh chính trị ôn hòa. Ngoài việc có tư tưởng muốn lật đổ chính quyền ra thì họ không làm điều gì xấu cả, nhất là những thứ liên quan đến người dân. Băng hải tặc Harusame này sau khi đến trái đất đã đem buôn bán một loại thuốc phiện có tính gây nghiện rất cao. Dạo gần đây đã có nhiều nạn nhân, mà con gái của chủ ủy thác cho Gintoki cũng là một trong số đó. Nhưng mà Gintoki thì không quan tâm vụ đó lắm, vì đất nước này giờ có ra sao thì cũng không phải việc của anh. Nhưng Kagura và Shinpachi thì khác, dù ở cùng nhau chưa lâu, nhưng Gintoki đã bắt đầu coi hai đứa này là sức nặng mà mình cần gánh lấy. Nói chung là khứa đầu quán đã thấy quý hai đứa em, nên giờ phải đi cứu chúng nó khỏi đám hải tặc. Nhưng mà không ai lại để cho cái thằng vừa rơi từ một độ cao vờ lờ xuống đất một mình quay lại chiến trường cả. Nên Jura đã quyết định đi cùng để giúp đỡ, và họ đột nhập vào căn cứ địch bằng một cách không thể nào công khai hơn. Cũng trong thời điểm đó thì Shinpachi và Kagura lại bị phía bên hải tặc hiểu nhầm là Nhương Di Chí Sĩ tới đây để điều tra về bọn chúng. Khổ nỗi là hai khớ này không biết gì thật, hỏi nữa hỏi mãi cũng chịu thôi. Nhưng mà mấy ông hải tặc này bị trắt Isil nên quyết định dùng Kagura làm con tin, ép Shinpachi khai ra. Về phía Kagura thì không muốn làm gánh nặng nên đã tự khiến mình ngã xuống. Nhưng khoan đã, Gintoki đã tới, và giờ là lúc mà bọn hải tặc kia ăn hành. Gintoki cùng Jura song kiếm hợp bích, một người phá bên trong, một người phá bên ngoài, khiến cả tàu hải tặc hoảng loạn. Đến cả thuyền trưởng cũng bị Gintoki chém cho một nhát liệt luôn. Dù tôi không biết với cái kiếm gỗ thì có thể chém kiểu gì, nhưng nói chung là phần thắng thuộc về dân làm đủ nghề. Gintoki trở về nhà với hai cục nợ trên tay. Còn về phía Shinsengumi thì sau vụ hải tặc, phía bên Mạc Phủ đã yêu cầu họ phải bảo vệ cho một con cóc. Thực ra là Amanto nhưng mà trông như cóc. Con cóc này chính là tên quan chức nhà nước đã giúp băng hải tặc Harusame tuồn thuốc phiện vào Edo, nhưng do giấu quá kỹ nên chưa bị phát hiện. Giờ lại còn được bảo vệ bởi Shinsengumi vì bị các phần tử cực đoan nhắm đến. Đúng là như vua. Nhưng vì con này là cóc nên nó rất nhờn. Lúc được Kondo bảo vệ khỏi lính bắn tỉa của địch, nó còn quay ra khịa đều. Lúc đó nếu không có Hijikata thì con cóc này đã ăn một đường kiếm của Sugo rồi. Hijikata mặc dù ghét con cóc này, nhưng vì Kondo yêu cầu bảo vệ nó nên anh vẫn làm. Bởi vì nếu không có Kondo thì Hijikata sẽ không có ngày hôm nay. Hijikata tôn trọng Kondo và coi anh ta là chủ tướng của mình. Các thành viên khác trong Shinsengumi cũng thế. Nhưng Sugo thì được cái máu liều nhiều hơn máu não, nên trong lúc không ai để ý đã nướng luôn con cóc. Nhưng bất ngờ cách này lại dụ được các thành phần khủng bố đến để ám sát con cóc kia, xông thẳng vào căn cứ địch. Một kế sách rất tây, tây phương cực lạc. Thế là bọn khủng bố bị Shinsengumi dẹp sạch. Nhưng kiếp nạn của Shinsengumi vẫn chưa kết thúc. Một thời gian sau, công chúa Soyo của Mạc Phủ tự dưng biến mất. Và để tìm được công chúa thì Shinsengumi lại được triệu tập. Cũng trong khoảng thời gian đó, Kagura đã gặp một cô gái tại công viên và kết bạn với cô ấy. Đúng rồi đấy, cô gái đó chính là công chúa Soyo. Kagura và công chúa hứa sẽ làm bạn đến hết hôm nay. Nhưng chưa kịp tận hưởng hết thì Shinsengumi đã tới để đưa công chúa về. Công chúa vì không muốn Kagura có chuyện nên đã đồng ý quay về. Nhưng trước khi đi, cô đã yêu cầu được mãi mãi làm bạn với Kagura. Vậy là sau một thời gian dài từ khi tới trái đất thì Kagura cuối cùng cũng được kết bạn mới. Kagura cũng kết được bạn rồi. Vậy còn Gintoki thì sao? Tất nhiên là không, nhưng một người bạn cũ của anh ta đã xuất hiện. Đó chính là Sakamoto Tatsuma. Nhưng không phải để giới thiệu nhân vật mà là mang cho Jura một pet mới, tên là Elizabeth. Ngày hôm sau, Gintoki trong lúc kéo chó đi dạo đã vô tình gặp Jura đang đi chơi cùng với con pet mới của mình. Chuyện cũng không có gì cho đến khi Sadaharu bắt đầu ẻ một bãi. Này là báo cho chó gì, nhưng không sao. Vì dù có báo đến đâu thì chính Sadaharu cũng sẽ giúp gia đình Sakata tham gia được cái chương trình thi xem thú cưng của thằng nào độc lạ nhất, và phần thưởng thì là rất nhiều tiền. Nhưng bất ngờ thay, Jura cùng con pet mỏ vịt của mình cũng tham gia cuộc thi. Tội phạm truy nã mà cũng dám lên TV à? Sau hai vòng thi với một đống sự bất ổn và mấy ông này thì như muốn phá banh cái show của người ta, thì cuối cùng phần thắng đã thuộc về không ai cả. Show bị cấm chiếu vì quá lộn xộn, nhưng cũng không lộn xộn bằng cuộc đời của Hasegawa sau khi bị đuổi việc. Ông chú này sau khi không còn được ăn hại thuế dân thì đã chuyển qua ăn bám, cụ thể là bám víu vào cuộc đời, vì ngoài bản thân Hasegawa ra thì không có ai cần ông nữa, kể cả vợ con. Chính bản thân Hasegawa cũng không ngờ rằng địa vị xã hội của mình có thể rớt đài nhanh hơn cả kẹo con. Tuy nhiên anh ta vẫn không từ bỏ. Hasegawa quyết định sẽ đi xin việc khắp nơi, mặc dù không phải rách nhưng ai cũng ngửi thấy mùi hèn, nên không có công ty nào chịu duyệt đơn xin việc của anh ta. Cuối cùng khi Hasegawa định từ bỏ thì đã được mên chính Talk No Jutsu, một thằng thất nghiệp giảng đạo lý cho một thằng thất nghiệp khác, nghe thì vô lý đùng đùng. Nhưng Hasegawa đã thấy thuyết phục VL, thế là anh ta quyết định cởi bỏ chiếc kính dâm, trải chuốt gọn gàng, thay đổi bản thân như mấy video dạy làm người trên TikTok hay bảo. Bất ngờ là sự thay đổi đã giúp Hasegawa tìm được một công việc mới, mặc dù chỉ là tài xế lái taxi, nhưng có lương đồng ra đồng vào vẫn hơn là thất nghiệp vô gia cư. Mọi chuyện cứ thế êm đềm cho đến khi Hasegawa gặp lại khắc chế cứng của mình, chính là cái thằng cha hoàng tử đầu sứa này.
Sau 9 tập không gặp thì Khứa Hoàng Tử này vẫn láo như xưa, tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, khi nhất quyết đòi đi xem gấu trúc, mặc kệ một sản phụ sắp sửa rớt đứa con ra ngoài. Này thì gấu trúc, Hasegawa một lần nữa mất việc, nhưng anh ta không hề hối hận, hoặc là có. Tạm gác lại câu chuyện của Hasegawa sang một bên và lại tiếp tục gặp gỡ người bạn cũ của Gintoki, Takasugi Shinsuke. Ông này cũng giống với Jura, tức là phản động, nhưng cực đoan hơn. Mục tiêu của Takasugi chỉ đơn giản là phá hoại, phá càng nhiều càng tốt. Và để làm được điều này, anh ta đã tìm tới Gengai. Bề ngoài là nhà sáng chế robot xịn nhất Edo, nhưng bên trong lại là một ông bố mất con. Gengai có một đứa con trai tên Saburo. Vào thời buổi đất nước bị Amanto chiếm đóng, Saburo đã lên đường tập quân, trở thành nhương di chí sĩ. Tuy nhiên, lại bị bắt rồi xử trảm. Đầu thì đem bêu dếu trước sông. Đối mặt với cái đầu của đứa con trai, Gengai đã thề sẽ báo thù Mạc Phủ. Và hôm nay, ông ta đã gặp được Takasugi, người từng là sếp của con mình. Cả hai bắt tay nhau và sẽ thực hiện kế hoạch này vào lễ hội, vì đây là thời điểm thích hợp nhất để ám sát tướng quân. Nhưng hơi xui vì nhân vật chính đã có mặt. Sau màn chào đầy huyết với Takasugi thì Gintoki đã lên sân khấu ngăn cản Gengai bằng cách thông não chỉ thuật và đập sầm lờ con robot tên Saburo của ông ta. Có lẽ Gengai cũng biết rằng việc báo thù Mạc Phủ chẳng thể đem con trai trở lại được, nhưng vì đã lún hơi sâu nên ông ta chỉ có thể chờ một người để kéo mình ra thôi. Và sau khi tất cả các con robot đều đã bị đánh bại thì Gengai đã từ bỏ và chuyển qua bán đồ chơi, còn Takasugi thì tiếp tục đi làm khủng bố. Nhắc tới Shinobi, 10 thằng thì 9 thằng sẽ chạy kiểu Naruto, kết ấn Kage Bunshin và che mắt như sắp thức tỉnh Sharingan. Tuy nhiên, Naruto không phải là bộ anime duy nhất có Shinobi, mà Gintama cũng thế. Đây là Sarutobi Ayame, hay có cái tên thân mật là Sachan. Sachan là Shinobi top server của Oniwabansu, một nhóm các Shinobi ưu tú phục vụ cho Mạc Phủ. Hiểu đơn giản thì nó kiểu như cảnh sát chìm ấy. Hôm nay Sachan đã cùng đồng bọn thực hiện nhiệm vụ, đó chính là ám sát ông Fury đầu chuột này. Nhưng do vô tình làm rơi kính nên đã ám sát nhầm mục tiêu. Tất nhiên đây chỉ là chi tiết hài thôi, vì Sachan bị cận chứ không bị mù. Nhiệm vụ thất bại, Sachan bỏ chạy và không hề bất ngờ, cô ấy rơi xuống phòng của Gintoki. Vì để trốn tránh kẻ địch sau khi ám sát thất bại, Sachan quyết định trú nhờ nhà Gintoki. Tuy nhiên sau khoảng thời gian chung sống không hạnh phúc cho lắm thì Sachan đã nhận ra rằng mình rất máu, cụ thể là máu mờ. Mờ trong Masochist, Google để biết thêm chi tiết. Vừa hay, Gintoki lại là một ông gia trưởng nhưng không lo được cho em. Cả hai gặp được nửa kia hoàn hảo của bản thân. Cứ tưởng rằng đây sẽ là đích đến cuối cùng của Gintoki thì tác giả nhớ ra phim này Tak Sonnen. Những kẻ địch của Sachan đã tìm thấy cô. Chúng liên lạc được với Sachan bằng cách bắt cóc con tin. Và giờ để giải cứu con tin thì cô phải lên đường đến hang ổ của chúng. Đi một mình thì quá nguy hiểm nên Sachan đã lấy lý do mình có bầu và giờ phải về ra mắt gia đình để rủ Gintoki đi cùng. May đây là Gintoki chứ không phải Jack, nếu không thì tập này chắc kết thúc ở đây. Cả hai cùng nhau đến dinh thự của con Fury đầu chuột, đập từng con boss một và chiến thắng trong vinh quang. Chắc thế. Chốt lại, Gintoki cộng một harem. Người ta hay bảo người nghèo thì thường xui, nhưng Yorozuya thì đã chứng minh điều ngược lại. Khi Kagura trúng thưởng chuyến đi du lịch vũ trụ dành cho ba người, giờ thì họ được đi chơi mà không tốn đồng nào. Như đã nói trong phần trước đó, thời còn làm nhương di, Gintoki có ba người đồng đội thân thiết. Đến nay đã có hai ông xuất hiện và người còn lại sẽ xuất hiện ngay bây giờ, đó là Sakamoto. Nhưng không học cấp 3 hay đi làm sát thủ, anh này là thuyền trưởng của đội tàu buôn Kaentai. Nói đơn giản thì là đa cấp xuyên vũ trụ, nhưng quan trọng là giàu. Không ai biết Sakamoto lên cái tàu này làm gì, chỉ biết là sau khi bị ngân tặc tấn công, tàu không hỏng nhưng cơ trưởng thì hỏng rồi. Và người duy nhất biết lái tàu còn sống bây giờ là Sakamoto, nhưng lại có chút vấn đề. Vấn đề kỹ năng. Cả đoàn tàu rơi xuống Hà Nội vào mùa hè, nóng bức cộng mất nước dần sinh ra ảo giác. Cứ tưởng đến đây là tận mạng thì Musu, thuyền phó của thuyền buôn Kaentai đã xuất hiện và giải cứu tất cả mọi người. Mặc dù có hơi gian nan một chút vì sự xuất hiện của Kaentai đã vô tình kích động đến một con quái vật trông như kiểu chỉ có thể xuất hiện trong hentai. Bằng sức mạnh tình bạn và không hiểu sao ở cái sa mạc này lại có nước, họ đã thành công triệt hạ quái vật. Tạm biệt người bạn cũ, Gintoki trở lại Kabukicho, nhưng vì đắc tội với tú bà nên bị bán vào lầu xanh. Thực ra thì đây là một quán rượu, nhưng không phải quán rượu bình thường mà là quán rượu dành cho các Okama. Okama trong tiếng Nhật là đồng tính, từ này thường dùng để chỉ những người chuyển giới, chủ yếu là nam. Và giờ thì nhân vật LGBT đầu tiên trong Gintama đã xuất hiện. Đây là Saigo. Ở Kabukicho, bà... nói chung người này được gọi là Tứ Thiên Vương và cũng là tú bà bị Gintoki xúc phạm ở đầu phim. Làm việc ở quán rượu của các Okama rất là vất vả, nhưng Gintoki không hề cô đơn trên hành trình này, vì ngoài anh ta ra, vẫn còn Jura cũng bị bắt vào đây vì tội vạ miệng. Người bắt họ, Saigo, có một đứa con trai tên là Teruhiko. Mặc dù luôn bị trêu chọc vì có bố là người đồng tính, nhưng Teruhiko chưa bao giờ ghét bố, thậm chí còn tự hào vì ông ấy đã nuôi dạy mình rất tốt. Wow, suy nghĩ của nó còn trưởng thành hơn 10 ông Voss giờ cộng lại. Nhưng mấy đứa bạn của Teru thì không được trưởng thành như vậy. Chúng nó thường xuyên trêu chọc thằng bé và đỉnh điểm là khi chúng đẩy Teru vào một khu vườn có tin đồn là chứa quái vật. Zuka và Gintoki sau khi biết chuyện thì đã đến tìm thằng bé. Rất may là Teru không sao, nhưng mấy người đi cứu nó thì có. Con quái vật lần này là thú cưng của Khứa Hoàng
hoàng tử đầu sứa. Bên cạnh ngoại hình xấu xí ra thì còn rất háo ăn nữa, nên con quái vật này đã bắt luôn cả chủ lẫn địch để làm thức ăn dự trữ. Nhưng trong lúc đang cố gắng cứu Jura và Gintoki thì con quái vật đã quay lại và tính ăn luôn cả ba. Nhưng từ từ đã bạn ơi, anh đây là nhân vật chính. Trong lúc ngàn cân treo sợi bún, Saigo đã xuất hiện và đấm con quái vật kia ra bã, đồng thời cũng tiết lộ quá khứ khi còn làm nhân di của ông ta. Đối với Jura và Gintoki thì Saigo là bậc đại tiền bối, từng rất ngầu cho đến khi vợ mất, ông ta phải thay vợ chăm sóc con cái. Và thế là Saigo đã quyết định trở thành cả mẹ và bố cho Teruhiko, xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào, mạnh mẽ hơn bất cứ người đàn ông nào. Đó là tôn chỉ của ông ta. Từ nãy đến giờ chỉ toàn nói về bạn của Gintoki, nên bây giờ sẽ nói một chút về bạn của Shinpachi nữa. Shinpachi và OT khi còn nhỏ có quen một ông tên là Takachin. Takachin hồi bé rất yếu đuối, nên Shinpachi và OT lúc nào cũng phải ra mặt bảo vệ. Vậy mà lớn lên lại thành Mickey, à đùa thôi, phá làng phá xóm, không chấp nhận được sự thay đổi của người bạn cũ. Shinpachi đã cùng anh em tìm cách đưa bạn quay trở về con đường chính đạo, nhưng lại bằng cách rất là không liên quan là trò đua ngựa. Trải qua mấy trận đấu không biết luật như thế nào, thì rất may là họ đã giành chiến thắng. Hai người bạn cũ giảng hòa mà không cần đến màn xúc bình xăng con nào. Ngày hôm sau, Yorozuya cùng nhau đi xem thể thao đối kháng, nhưng đang giữa trận thì Kagura nhảy vào đòi đánh cùng, nên họ bị đuổi ra ngoài và gặp được Okita Sugo, đội trưởng đội 1 của Shinsengumi. Anh ta dẫn Yorozuya đến một đấu trường ngầm được đầu tư bởi các Amanto. Các đấu sĩ tại đây khác với bên ngoài kia ở chỗ là họ hoàn toàn có thể chết trên võ đài, vì nơi đây là đấu trường một mất một còn. Về cơ bản thì đây là phạm pháp, nhưng vì hệ thống quan liêu bao cấp của chế độ hiện thời nên Okita không thể tự mình bắt chúng được. Vì vậy anh ta đã nhờ đến Gintoki giúp mình điều tra đấu sĩ đang có số điểm cao nhất là Kidomaru. Đến nơi, Gintoki phát hiện ra trong nhà của Kidomaru giấu rất nhiều trẻ em, nhưng không phải như bạn nghĩ mà ông chú này đã nhận nuôi chúng. Kidomaru từng có quá khứ bất hảo, nhưng giờ đây đã quay đầu giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Nhưng nếu cá sấu lên bờ quay đầu là chết thì người xấu quay đầu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trong khoảng thời gian sống buông thả, Kidomaru không tích góp cho mình được đồng nào, mà nuôi trẻ em thì tiền là quan trọng nhất, nên ông ta đã quyết định làm thêm ở đấu trường ngầm. Cho dù mục đích có là thiện, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì Kidomaru làm là ác, nên không cần bổ quả cao, ông ta cũng biết mình sẽ phải nhận quả báo, chỉ là chưa phải bây giờ. Nên trước khi để bị ai phát hiện, Kidomaru đã cùng mấy đứa nhỏ bỏ trốn. Cũng trong khoảng thời gian đó thì việc Okita Sugo tự ý tăng ca đã bị Hijikata phát hiện. Bất ngờ là thay vì khen thưởng cho nhân viên đã làm việc chăm chỉ thì Hijikata lại cùng Sugo đến gặp Gintoki và yêu cầu không được để lộ mọi chuyện ra ngoài. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn vì quân địch đã biết, còn Kidomaru đã bị thủ tiêu. Cái chết của ông ta khiến những đứa trẻ phẫn nộ, chúng tìm đến Yorozuya và nhờ Gintoki giúp đỡ. Một biệt đội báo thù bao gồm Yorozuya và Shinsengumi đã được hình thành. Gintoki tới đấu trường thách thức nhà vô địch mới. Nhát kiếm đầu tiên, cả hai cùng gãy rừng, nhưng đối thủ không hề nao núng. Hắn cắm một nhát xuyên qua mặt nạ mà Kidomaru để lại. Tuy nhiên Gintoki kịp thời dùng chiêu ve sầu thoát xác cho đối thủ một cú knock out. Trận chiến trên sàn đấu đã kết thúc, nhưng trận chiến thực tế thì chưa. Những kẻ giật dây đằng sau vẫn còn, và đây là lúc mà cảnh sát trong anime có tác dụng. Shinsengumi xuất hiện và bắt tất cả những kẻ đứng đằng sau, chỉ trừ lại thằng to nhất. Qua vụ này, Shinsengumi và Yorozuya đã thân nhau hơn, chắc thế. Sau vụ ở đấu trường lần trước thì mấy ông nhân vật phản diện tên Tendosu mà sau này sẽ rất quan trọng, bây giờ đã có cớ để trừ khử Shinsengumi. Và người đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi chuyện tất nhiên là Kondo, cục trưởng của Shinsengumi, và thêm cả ông này nữa, Matsudaira Katakuriko, tên dài vờ lờ. Ông này chính là người đã giúp Shinsengumi có chỗ đứng như ngày hôm nay, nên tất nhiên có chuyện gì thì cũng phải gánh cùng. Thế là Matsudaira cùng Kondo lên đường tới Mạc Phủ, tạm skip qua 7749 kiếp nạn trên đường, dù nó là phần chính của phim. Thì cuối cùng cả hai cũng đến được Mạc Phủ và gặp các Tendo. Mấy ông già này dù chưa có ý định thủ tiêu Shinsengumi, nhưng vẫn đưa ra cảnh báo cuối cùng cho họ rằng nếu một lần nữa Shinsengumi vượt qua giới hạn thì mọi thứ sẽ toang luôn. Với vị thế của một kèo dưới, tất nhiên là Kondo và Matsudaira không thể nói gì. Nhưng trong mắt của Kondo đã có gì đó thay đổi. Đúng vậy, đó chính là OT. Và lý do vì sao Sử Nữ tháng 9 không nên tồn tại. Vừa rồi là recap Gintama phần thứ 2 của chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.